Gần đây, Miss International chính thức đưa ra thông báo mới cho mùa giải 2024 sắp diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 11. Khác với truyền thống trong nhiều năm qua, cuộc thi này chính thức phá lệ, tổ chức thêm phần thi bán kết. Miss International thường chỉ có đêm chung kết. Đồng thời, các thí sinh sẽ phải tham gia vòng thi trình diễn trang phục áo tắm và phỏng vấn kín riêng trước khi tham gia đêm chung kết xếp hạng. Việc xuất hiện thêm đêm bán kết khiến Miss International hòa nhập cùng format nhiều cuộc thi nhan sắc khác trong hệ thống Miss 6. Đây được đánh giá là cơ hội đồng thời là thách thức đối với Hoa hậu Thanh Thủy, đại diện Việt Nam. Hoa hậu Thanh Thủy sẽ có thêm thời gian và cơ hội để trình làng thêm một số ưu điểm liên quan đến sắc vóc, kỹ năng trình diễn ở lần gần cuối trước khi ban giám khảo đưa ra kết quả chung cuộc. Song Hoa hậu Thanh Thủy cũng phải đối diện với một số thách thức nhất định. Đầu tiên, phải nói đến sức khỏe, tinh thần và năng lượng. Cô sẽ phải sang đều cho cả hai đêm thi bán kết lẫn chung kết hoặc cố gắng gấp đôi sức lực. Không những vậy, Hoa hậu Thanh Thủy còn phải chuẩn bị thêm một lượng váy áo để phục vụ cho các phần thi sẽ phát sinh trong đêm bán kết lần đầu được Miss International tổ chức. Sau 2 năm ngâm giấm, Hoa hậu Thanh Thủy chính thức được bổ nhiệm trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến Miss International 2024. Cô là hoa hậu chính thống đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được gửi đến sân chơi này. Màn ra sân của Hoa hậu Thanh Thủy ban đầu được tổ chức Miss International để tầm. Hình ảnh của nàng hậu Việt nhiều lần xuất hiện trên trang chủ của cuộc thi dù mùa giải 2024 chưa diễn ra. Điều này khiến công chúng đặt kỳ vọng Hoa hậu Thanh Thủy sẽ làm nên chuyện tại chặng đua sắp tới. Thêm vào đó, việc sở hữu ngũ quan hài hòa cùng nét đẹp ngọt ngào, Hoa hậu Thanh Thủy được fan sắc đẹp khen ngợi là nhan sắc chín muồi để đi thi quốc tế. Trong suốt gần 2 năm nhiệm kỳ, Thanh Thủy tích cực hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, trở thành nàng thơ của nhiều nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Hiện tại, nàng hậu xứ Quảng đang theo học tại 2 chương trình cử nhân tại Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng và chương trình liên kết Greenwich Việt Nam. Từ khi đăng quang, Thanh Thủy đã tích cực tham gia nhiều chương trình nhân ái, các hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi. Thanh Thủy còn truyền cảm hứng sống tích cực thông qua series Tết đi mô rứa. Với mong muốn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn đến bạn bè quốc tế, Thanh Thủy đang ấp ủ dự án mà cô mang đến Miss International 2024. Hiện tại, người đẹp đang gấp rút chuẩn bị hành trang và trau dồi các kỹ năng cần thiết trước khi tham gia Miss International 2024 vào tháng 11 tới tại Nhật Bản. Chuyên trang nhan sắc quốc tế Miss Sociology đã dành riêng một bài viết phân tích về Hoa hậu Thanh Thủy và nhận định người đẹp có thể sẽ là đại diện ưu tú nhất của Việt Nam từ trước đến nay tại đấu trường Miss International. Dù sở hữu khá nhiều lợi thế, tuy nhiên những đối thủ trên chiến trường sắc đẹp của nàng hậu cũng bắt đầu lộ diện, khiến cô không thể không dè chừng. Vừa qua, cuộc thi Miss International South Africa chính thức khép lại, gọi tên Belinda Schroeder cho ngôi vị cao nhất. Cô sẽ đại diện quê nhà chinh chiến tại Miss International 2024 diễn ra tại Nhật Bản vào cuối năm nay. Người đẹp được đánh giá là đối thủ đáng gờm khiến Hoa hậu Thanh Thủy đại diện Việt Nam nên dè chừng. Bên cạnh sắc vóc nổi trội, kỹ năng trình diễn tốt cùng màn ứng xử mượt mà, người đẹp Belinda Schroeder còn sở hữu thành tích chinh chiến đáng nể. Cô từng tham gia 3 cuộc thi trong hệ thống Miss 6, gồm Miss International 2018, Miss Grand International 2019 và Miss Earth 2023. Trong đó, cô chỉ in top 2 cuộc thi là top 20 Miss Grand International 2019 và top 12 Miss Earth 2023.